Kính thưa chư quý vị và chư quý đồng đạo, để tiếp tục chương trình là bài Trao lời cùng ông Táo. Cứ mỗi độ tàn niên, vắng tiếng chim cu báo Tết trên cành, và ngàn hoa trực đua hương khoe sắc, vì người ta bỗng nhớ đến tục lệ đưa ông Táo về trời. Thật sự có ông Táo chầu trời để tâu lên điều lành, cáo buộc đều giữ không, đó là chuyện khác. Có điều là danh nhân thi sĩ thường xuyên mượn đề tài Táo quân Triều Tiên mà trào lộng chuyện thế gian. Đức Quỳnh giáo chủ với lòng từ chan chứa, mượn chuyện tăng sĩ thế nhân, ngài cũng thố lộ máy diệu quyền, nói lên sứ mạng hoằng pháp độ sanh của ngài trước cuộc đời đầy cam go cạm bẫy trong bài Trao lời cùng ông Táo. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán ngày 3 tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam mô A Di Đà Phật. Đôi lời cạn về châu thượng giới không. Nếu có diệt trần tâu thân lẽ, đừng như những kẻ nhiều trận gió mưa cho những loài trăm cây cùng ngàn đắng. Còn một tháng trong coi dài dặn, chết thầm bà theo lệ cùng châu trời. Đêm nay trò chuyện với tôi chơi, thêm dặn trước ít lời ông xin nhớ. Tao cười rằng có chi nhắn nhở, mới hôm nay sao lại gấp quá chừng. Có điều chi lo liệu bâng khuâng, mà vội vã dặn dò tôi sớm đi dậy. Sai cả cười vuốt ve tấm đại sợ ngày về, ông bận lắm mi che sôi. Của chúng sanh làm lễ vãng hồi, e quên mất những lời tôi gửi gắm. Nên tính trước trao tờ cáo thẩm, cuộc trần gian đã trải một năm qua, luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà, đều ước kết tâu qua cùng thương đêm.
Ngài dân chi đau lai trần thế cõi trung ương, nhằm đất nước Việt Nam chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gà tờ hoa thần hạ bút, khuyên ba tánh tầm tiên rời tục chỉ mấy trời, bày tỏ việc về sao gái cùng trai già trẻ bước vào đường trí huệ quy dịnh đạo pháp. Thần cũng chẳng say mê chùa tháp, chẳng tham tiền tham vật món chi chi, hơn năm dư quyết chí duy trì truyền sanh chúng phải kính thờ trời Phật. Cùng lắm kẻ phàm phu sơ thất vội trêu đùa lũ quỷ ngạo đoàn ma, lúc ăn nắng sửa tâm rất thật thà, còn lắm kẻ nghênh ngang theo chọc rồi mượn luật pháp ẩn trong bóng tối mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương. Dạ hiểm sâu không thước đo lường, dốc phá hoại đường ngay bôi lẻ thằng. Thêm lời tiếng thấp cao nhẹ nặng, làm cho người tu tịnh phải sốt xa. Nên hạ thần kính cẩn tâu qua, xin Ngọc Đế phân minh dùm trần thế. Nay cùng lắm người ưa kinh kệ muốn tu mà gặp lúc quá gai go, xác trần còn mắt phải đeo đò, giờ rước khách đã ngưng rồi năm tháng. Thiên số định cũng chưa quá hạn, nên phải còn bận mãi ít nàng tay. Dòng thánh minh đức rạng khắp nhân loài, ban phước xuống dân lành cho bất khổ. Gạo lúa kém là đồ sẵn, thổ hàng quá cao ấy của ngoại ban vào, kẻ nghèo hèn thêm nỗi đối đau, rất mong mọi an cư cùng lạc nghiệp.
trời đất thế trần khủng khiếp, nhưng ngặt loài thỏ cao cứ đua tranh. Lũ sói hầm hơi gục múa nanh, cho trăm họ hải hùng cơn sấm mi nổ. Thần ráng sức ra công khuyến dỗ ở dình thuần phong, mỹ tục của rồng tiên tập mở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tịnh dòm Phật tiên nói chi. Bài tương tăng trước sau chung thì đời văn minh, vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thôi mới lăn loạn theo sở dục. Khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành, quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ai đồng tình rơi nước mắt. Tiếng ai bi thở than díu dắt khắp đông tây nam bắc chiều ưu sầu, kẻ hiền chờ giọt mưa ngâu, người bao ngược thừa cơ nguy thủ lời. Ở thị thiện đua chen xương khởi, những tồn hư cho bọn gái lẫn trai, nào hút thuốc phiện hồi che chai, nào trùm đi ma cô nghề hút ma. Ai để mắt xem đời chúa đau, chẳng khỏi than dùm dân tộc hư hèn. Diện áo quần son phân lấn chen, miệng cho mình được lên xe xuống ý ngựa, mang điểm tô huy hoàng nhà cửa, ai khốn mi cùng để mặt đất nghi trời xây. Thấy nhân gian khuynh đảo tỏ bài, cho thượng đế làm tường trong sanh đi chung. Bấy nhiêu điều xét xem nhân chủng, vì tao để dùng cho thấu đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm ghiếc hại hùng, lấy hiểu lược đôi câu mà trần tố. Nay
cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giai được ban khen. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tinh chấn hưng nền Phật giáo. Nếu chừng nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rồi khắp cả nhân gian, bể trầm luân khô càng sao đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật.